Chào bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức khắc phục nhanh cái lỗi mà khi đăng nhập vào cái ứng dụng Zoom để học trực tuyến. Khi đăng bình thường thì các bạn sẽ nhập ID và nhập tên và nhập mật khẩu vào thì sẽ đăng nhập được vào Zoom để học trực tuyến. Nhưng một số trường hợp sẽ khi mà có ID vào và đăng nhập hoặc là join vào thì nó sẽ cảnh báo lỗi là "This meeting ID is not valid. Please check and try again." Tức là cái mật khẩu, cái ID phòng học này không hợp lệ. Nào ơn hãy kiểm tra và thử lại. Đấy. Thì các bạn sẽ khắc phục nhanh bằng cái lỗi là bằng cái cách là các bạn sẽ, thay vì các bạn sẽ đăng nhập trên cái ứng dụng Zoom này, thì các bạn sẽ đăng nhập trên một cái trình duyệt. Có thể ở đây là các bạn sẽ dùng cái trình duyệt là Google Chrome nhé. Thì các bạn sẽ gõ trực tiếp cái đường link này vào trên cái Chrome cho mình. Thì các bạn ở đây sẽ gõ là us này 04 web .zoom .us /wc /. Ở phần tiếp theo thì các bạn sẽ gõ cái ID phòng học vào. Thì cái ID phòng học ở đây thì mình đang có cái ID là 863809 5092, thì mình sẽ gõ vào đây. Đó, xong các bạn sược này. Rồi. Đấy, cú pháp của nó sẽ như thế này. Thì cái ID của các bạn hoặc của con bạn hoặc của cháu bạn học là gì thì các bạn sẽ gõ vào đây nhé. Thì cái đường link này mình sẽ để phần bên dưới mô tả. Thì các bạn chỉ cần copy cái đường link này, dán vào cái trình duyệt này thôi và thay cái ID của các bạn vào đây là các bạn sẽ đăng nhập được bình thường. Đấy, sau đó các bạn ấn Enter. Đó. Thì là các bạn sẽ gõ tên vào đây để tham gia vào buổi học. Đấy, và các bạn thêm một cái thao tác nữa là kích vào đây là tôi không phải là người máy. Đó, xong tham gia. Đó. Thì ở đây là do cái buổi học này đã kết thúc rồi thì hiện nay là không vào được, các cô các thầy cô đã tắt cái buổi học này rồi. Thì đó là một cái phương án khắc phục nhanh cái lỗi "This meeting ID is not valid, please check and try again". Đấy, các bạn khắc phục nhanh bằng cái cách là các bạn sẽ đăng nhập trực tiếp trên cái trình duyệt bằng cái đường link. Và mình sẽ để cái đường link ở phần mô tả. Và các bạn chỉ cần dán cái đường link vào, thay cái địa chỉ ID vào là các bạn có thể đăng nhập được vào học bình thường. Cái này là phương án khắc phục nhanh các bạn nhé. Để tránh những trường hợp mà con cháu bạn vào mà nó không kịp buổi học khi mà đăng nhập lỗi trên cái ứng dụng Zoom. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.